Anh thế bây giờ cái nhà này thì dư chấm 6 anh có làm không? Các trăm sáu thì không làm, đây là trăm bảy, À thế thì được rồi, thì bây giờ đây cái này đó là cái trần thạch cao thì cũng có này. Đấy. Nói chung là chỉ có 3 phòng nhỏ thôi. Đấy thì thôi chỗ anh em thì có khi em lấy anh 106 đều đi, anh thấy thế nào? sáu đều từ trên dưới từ ngoài vào trong luôn nhé. Em làm hết luôn, tức là xong hết thì nghiệm thu. Ví dụ trong quá trình làm ấy thì em ứng anh tiền thì anh thấy thế nào? Thì trong quá trình cho ứng 50% trước. Rồi ok rồi, còn lại số tiền sau là em làm xong công trình là anh đo số liệu khối lượng anh thanh toán hết cho em nhé. Ấy thì bây giờ thì bọn em triển khai trên tầng trước. Đấy, đây em Tuấn Đát chỉ đây tầng trước, còn anh thì cứ chút nữa 2-3 hôm nữa thì hòm hòm tầng dưới đấy. Thì tức là bây giờ thì thợ thuyền với em thì là ok rồi, vấn đề anh là cứ làm sao cứ bơm tiền cho em đều đều được. Tiền là Rồi ok không có ứng mắt nhắc gì hết. rồi, sơn xiếc thì là anh lấy hết về đồ đạc đồ nghề anh lấy hết cho em nhé. Nó trở về đây ngày cũng hết rồi. Thế là đợt này là sơn xiếc thì nó trả cho anh bao nhiêu thùng về? Em dự tính về hơn chục thùng đấy. Chiều anh xem anh đánh hết về với em nhé. Mai em triển khai thì anh em làm ăn nói chung là cứ từ A đến Z. Ok chưa? Rồi ok, chào anh nhé.